Dạ, cảm ơn mẹ tới thăm tụi con. Dạ, con kính chào bà nội, bà nội khỏe không? Bà nội khỏe, con nói tiếng Việt giỏi quá. Con cho cháu học tiếng Việt ở đâu vậy? Dạ, con cho cháu học tiếng Việt với chương trình Island Việt của Hà Nội, tiện lắm. Học được ở mọi nước mọi nơi. Tốt quá hả? Dạ. Mới học có vài tuần đó mà trời ơi, nói được nhiều tiếng Việt lắm. Nó tự học lấy được à? Dạ. Chương trình Island Việt dễ lắm. Có cái phần Anh ngữ bên cạnh, rồi có hình ảnh minh họa nữa, dễ lắm mẹ à. Mẹ ơi, con đang học con thú vật Việt Thiên Lâm, bà coi đây nè. Đây là con vịt và đây là con bò. Bà Anh Việt, con giỏi quá. Con cảm ơn bà, con thương bà lắm. Bà có thương con lắm. Diễm Liên mong quý vị cũng có được niềm vui và sự hãnh diện như Diễm Liên khi con cháu của mình nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Xin mời quý vị hãy ghi danh hôm nay cho các cháu được học chương trình I Learn Việt ngay tại nhà, vào mọi lúc và ở mọi nơi.